Dạ. Ủa con, ai như Minh với Du Mi vậy hả? Đúng rồi đó mẹ ơi, anh trai của con đó. Cái gì? Giờ này gần tới giờ học rồi, hai nó đi đâu vậy? Chắc là hẹn hò kem dâu tình yêu vậy mẹ. Cái gì? Hẹn hò? Hai người đang cặp nhau mẹ không biết hả? Cái gì? Mẹ mới học về. Ngồi xuống. Dạ thôi để con lên lầu con thay đồ cái. Ngồi xuống. Lần sau mẹ kêu con ngồi xuống thì con phải ngồi xuống liền cho mẹ, ok? Dạ. Mà hôm nay có chuyện gì mà căng thẳng quá vậy mẹ? Con trai cưng, mày sao nè, đi học vui vẻ không? Dạ vui mẹ. Con có chuyện gì giấu mẹ không? Có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Bây giờ con nói cho mẹ nghe, ok? Dạ thật ra là có. Chuyện gì nè? Ngày hôm nay á mẹ, trong tiết lý á, con kiểm tra được có 9 điểm mà không được 10 điểm. Bỏ qua cái chuyện đó, không phải chuyện đó, cái chuyện khác. Con, mẹ muốn con nói chuyện khác, ok? Chứ còn cái chuyện nào mà kinh khủng hơn chuyện đó đâu mẹ. Ráng nhớ lại nha, nè. Nhớ lại, giấu mẹ chuyện gì nữa? Có không? Không mẹ ơi. Con có bạn gái rồi đúng không? Dạ có. Du Mi hả con? Dạ đúng rồi. Du Mi thiệt hả? Ê không, mẹ đổi thái độ nhanh vậy mẹ. Không, tại vì mẹ cũng hơi bị sốc á. Mẹ không nghĩ là con với lại Du Mi quen nhau, con hiểu không? Dạ. Con trai cưng. Mà sao vậy con? Con quen với Du Mi mà con không chịu nói cho mẹ biết. Con không có được giấu mẹ nghe không? Có chuyện gì phải nói cho mẹ biết. Mẹ là một bà mẹ hiện đại, mẹ suy nghĩ rất là thoáng, mẹ không bao giờ cấm cản con yêu hết trơn trọi hết á. Mà sao kể mẹ nghe coi, hai đứa tới đâu rồi nè? Tới đâu rồi? À, cái mặt mắc cỡ như vậy nè. Con ngoan như vậy chắc là chưa có nắm tay nữa đúng không con? Ai nói với mẹ, con nắm tay rồi đó. Cái gì? Nắm tay rồi? Dạ. Mới nắm tay thôi, chưa làm gì hết đúng không? Trời ơi, con của mẹ giỏi quá. Có chuyện gì nói mẹ nghe tiếp rồi. Mẹ. Ừ. Con hung rồi đó mẹ. Hả? Ừ. Sao mẹ đổi thái độ nhanh vậy mẹ? Mẹ hiện đại mà mẹ. Mẹ hiện đại lắm. Dạ. Hung ở đâu? Dạ hung. Con trai cưng hung ở đâu nè? Nói mẹ nghe ok. Môi chúng chiếm mẹ. Nghe ngay đây. Mẹ không nghĩ là con với lại Du Mi lại có thể nhanh như vậy. Mới đây mà ở đây luôn rồi. Mẹ ơi mẹ có điện. Mẹ xin lỗi mẹ hơi bị. Mẹ có điện thoại rồi mẹ. Mẹ điện thoại mẹ. Mẹ biết rồi. Alo mẹ ơi. Alo. Cái đó là cái remote mẹ. Mẹ xin lỗi không. Mẹ hơi bị nói. Alo. Mẹ phục vụ tôi không có gì hết. Em ơi, em bị gì vậy? Em bị đau nửa đầu hay là bị giật môi hay gì vậy? Ok, em không sao hết. Mua thôi. Em muốn cái gì? Em anh có thể giúp em không? Ok, em bình thường, em hiện đại lắm, em không sao hết. Em hiện đại? Anh thấy em kỳ kỳ. Con trai cưng ơi. Sao vậy con? Sao buồn vậy con? Minh ơi! Sao vậy con? Con nhà cô, nhà chú. Ừ con. Ê, có hoa quả. Chú cho miếng nho nha chú. Long. Dạ. Minh con cô sao nó buồn dữ vậy con? Nó có gặp chuyện gì phải không? Nó không cho con nói. Con nói đi, con biết hết rồi. Dạ thôi, nó không cho con nói. Cô biết mà, cô biết chuyện nói với Du Mi rồi. Ủa? Cô biết rồi hả? Cô biết rồi cho nên con nói đi, sao con cô buồn dữ vậy? Nếu mà cô biết rồi thì thôi con cũng nói luôn. Ừ. Thật ra thì mình bị Du Mi tát vào mặt. Hả? Minh ơi.
con trai. Mẹ làm nước cho con uống nè. Uống nước đi nha. Con không uống đâu. Vậy mẹ để đây chút con uống nha. Sao vậy con trai? Hả? Thôi mà con đừng uống vậy mẹ buồn lắm luôn á. Con mới sao đâu mà. Thôi mà đừng có giấu mẹ, có chuyện gì con nói mẹ nghe đi. Con buồn cái gì hay là con có chuyện gì con bức xúc, con cứ nói mẹ nghe đi. Có gì mẹ mẹ giải quyết giùm con nghe. Thôi mà đừng có mặt như vậy mà, ôi cưng quá đi à. Ê ê ê, không thôi bây giờ cho mẹ nựng cái đi. Mẹ nựng cái nha, mẹ nựng cái nè. Con nói là con không có sao mà. Mẹ để cho con yên đi, con yên đi, mẹ kệ con đi. Mẹ xin lỗi. Cô ơi, sao rồi cô? Con không có chịu uống con. À, dạ. Cô cảm ơn con nha. Cố lên cậu à. Mẹ. Ủa? Cái gì vậy con? Mẹ ơi mẹ, con sợ ma quá. Con muốn ngủ với mẹ. Trời ơi vậy hả? Thương quá à. Thôi thôi, trời ơi. Anh lớn trong nhà, thấy Mẫn em con không? Nó mạnh mẽ làm sao? Mình lớn phải mạnh mẽ anh con. Về ngủ với Mẫn đi. Anh vô duyên quá. Con nó còn nhỏ, mỗi đứa mỗi tính. Gì kỳ cục vậy, rồi giờ nó ngủ đâu? Thì ngủ ở đây chứ ngủ đâu. Cái giường này ba người sao nằm đủ. Em biết mà. Thì thôi giờ anh qua ngủ với Mẫn đi. Ơi sao tự nhiên ba giận con ghê luôn á Minh. Gì vậy em? Em làm gì sao ngồi thẫn thờ ra đó vậy? Trời ơi đừng nói là suy nghĩ tới chuyện con mình nha. Thoải mái một xíu đi em. Con mình đó, con quỷ đó đúng là lù khù với giác cái luôn nó chạy. Nó giác con Yumi nó chạy luôn. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Mà tưởng đâu hơn chuyện gì. Bị Yumi tát vô mặt cho bớt. Không biết phải đàn ông không? Đàn ông mà đi cua ghệ bị ghệ tát vô mặt. Nhục, hồi nãy đi ngang qua phòng chọc nó. Cái mặt sượng cứng ngắc thì không nổi. Anh đi ra ngoài đi. Gì? Anh đi ra ngoài đi. Ủa sao tự nhiên em quạo vậy? Anh, đáng lẽ anh là ba, anh phải khuyên con, anh phải dạy dỗ con trai của mình. Anh còn ngồi chọc nó nữa hả? À, quên. Thôi để xuống xin lỗi nó. Anh xuống xin lỗi nó liền nha. Con trai cưng. Dạ mẹ. Mới ngủ dậy hả con? Dạ. Ăn nuôi thôi, mẹ nấu nuôi con ăn nha. Dạ thôi con mới đói. Mẹ. Dạ con chào con. Ủa Yumi? Dạ cửa không khóa nên con vô luôn. Ừ. Mẹ ra ngoài nói chuyện với mình chút nha. Được không? Được chứ, đi. À khoan khoan khoan, hai đứa à, ăn đi, ăn nuôi nha, con nấu nuôi con ăn. Ở lại ăn nuôi đi, mẹ nấu cho con nhanh lắm nha. Dạ thôi được rồi, tụi con ăn ngoài tiệm cũng được mà. Không ăn thiệt hả? Dạ. Thôi tụi con đi nha. Cũng được. Dạ. Con gì nữa mẹ? Nhớ về sớm nha. Dạ.